có những vẻ đẹp hoàn mỹ đã trở thành kiệt tác, ẩn chứa câu chuyện của giá trị độc bản, trường tồn với thời gian. Nơi tôn vinh chất sống thịnh vượng giữa phồn hoa đô thị. Nơi kiến tạo vũ trụ trải nghiệm của công nghệ tương lai. Khi bản sắc văn hóa được kết tinh và thăng hoa trong nhịp sống đương thời. Và hành trình kiến tạo được khởi nguồn từ bảo tồn di sản. Sunshine Homes, nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp.